Hello, chào bạn, mình là Bộ Việt và chào mừng các bạn trở lại với kênh con của mình nha. Và trong clip này mình sẽ chơi vị tướng Alice tiểu thần tượng nương và trình bày với các bạn là cách làm sao để tăng sức mạnh cho vị tướng xạ thủ và sát thủ đi rừng của mình. Ok, đó thả thính thần công. Ngồi không tưởng ngon ăn, không ngờ là bị bé Alice thả thính anh em ơi. Đó mà ngồi không chạy lên quận nhá, choáng này. Đó. Mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm đánh trợ thủ của mình để các bạn tham khảo nhá. Cái sức mạnh của vị tướng đi rừng sẽ được tăng lên gấp đôi nếu các bạn đánh trợ thủ tốt. Đấy, một người trợ thủ tốt sẽ giúp cho người đi rừng của chúng ta dễ thở hơn, đánh dễ hơn và xanh hơn. Đấy là nhiệm vụ của người hỗ trợ anh em, một vị trí hết sức là quan trọng trong team. Thường là những vị trí hỗ trợ là những vị tướng rất là mạnh. Nó không phải mạnh ở cái điểm sát thương, không phải mạnh của nó khả năng chống chịu, mà nó mạnh ở cái khả năng khống chế. Đó, bảo những chiêu thức hỗ trợ team rồi, hay quá. Đấy, những bước di chuyển tiên phong sẽ quyết định được những pha giao tranh giành thắng lợi. Và cái bước di chuyển này thì phải đòi hỏi người trợ thủ phải tinh ý anh em ơi, phải di chuyển đến mục tiêu lớn kịp thời và tung những chiêu khống chế chính xác. Đó. Lại có mạng cho bé Alice rồi, một mạng 43 hỗ trợ. Ok, và trang bị cho vị tướng trợ thủ Alice này thì mình để bên dưới nhá. Còn bảng học cho Alice thì mình khuyên các bạn dùng bảng học tanh. Ok, bảng học tanh cho Alice nhá, chứ không được dùng bảng học phép. Alice không cần sát thương, Alice chỉ cần cái khả năng chống chịu, bởi vì lúc đầu game nó yếu và cái vàng ngọc có một chút hồi chiêu. Ok, để trở thành một bé trợ thủ thì nó không khó đâu anh em ơi, chỉ cần các bạn tinh ý di chuyển hợp lý, chú ý nhá, bám sát theo cái vị trí xạ thủ của mình, xạ thủ đi rừng của mình hoặc là sát thủ đi rừng của mình, hoặc là anh em có thể di chuyển trước cái hướng di chuyển của họ. Thường là rừng sẽ ăn sạch quái rừng rồi đi ganh, thì mình cứ di chuyển trước. Hoặc là mình sẽ canh rồng hoặc là canh rơi, hoặc là di chuyển để hỗ trợ mid ganh. Đấy, hai vị trí mình cầm bám sát để là một người trợ thủ tốt thì đó chính là xạ thủ hoặc là pháp sư. Đấy. Cái vai trò thả thính chính là Alice nha. Đấy anh em thấy chưa? Đó, có bạn chạy lên quận, Alice di chuyển đến đâu là có mạng đến đấy. Đó là một người trợ thủ tốt. Nếu làm được điều đó thì cũng phải tùy trận đấu và tùy cái sự phối hợp của team đó. Và giới thiệu các bạn một cặp đôi bá đạo nhất trên Liên Quân Mobile hiện tại, đó chính là Alice và Slim. Ăn rơi bạn ơi. Thôi không ăn rơi à? Bạn ấy muốn di chuyển lên trên. Ăn rơi rồi di chuyển lên trên cũng không muộn mà. Đi gian rồng kìa, hay quá, mờn gà đánh rất hay. Những vị trí trợ thủ như Alice rồi vị tướng mới Timmy, Payna hay thậm chí là Zenia đều là những vị tướng hot pick trong những trận đấu giải căng thẳng hoặc là những trận đấu danh đỉnh cao. Đấy, vai trò của trợ thủ là hết sức quan trọng. Chính vì vậy các bạn muốn neo rank tốt thì hãy tập chơi xạ thủ, vì nó chơi cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần anh em tung chiêu chuẩn xác thôi. Cô bé Alice thì cách đánh rất đơn giản thôi anh em, mắc chiêu 1. Đấy, vào chiêu tranh thì anh em cứ ném chiêu cuối rồi thả chiêu 1 cho nó dễ. Đó, chiêu 2 thì bốc tốc chạy cho đồng đội, bốc giáp cho đồng đội. Nó cái con tướng này hết sức đơn giản thôi, quan trọng là anh em phải tung cái chiêu 1 là nó chuẩn xác thôi. Đó. Ok, lăn lộn đi. Ê, thanh niên không lăn lộn, trời ơi. Căn trước ở hướng di chuyển, nhưng mà nói chung là căn trước nhiều khi thì nó cũng không theo ý mình. Tướng địch đâu phải lúc nào cũng phải nhảy theo hướng ý mình đâu. Ok, đánh xạ thủ thì anh em phải có kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm di chuyển nó hết sức là quan trọng. Đánh xạ thủ mà anh em không biết di chuyển thì đó chắc chắn team sẽ thua. Đấy, còn cái chiêu cuối của Alice đặt đúng thời điểm nó cũng hết sức quan trọng. Các bạn không thể đặt chiêu cuối một cách nói chung là vô tội vạ. Ví dụ có mỗi mình Alice đấy, anh em không đặt chiêu cuối. Phải có đồng đội hỗ trợ anh em đặt chiêu cuối thì đồng đội mới dồn sát thương, chứ Alice làm gì có sát thương. Đó, em chú ý nhá. Đặt chiêu cuối để bắt tướng địch hoặc là để trong giao tranh tổng rất có lợi. Khi mà anh em đồng đội chuẩn bị di chuyển vào thì anh em đặt chiêu cuối trước, trước một lúc thôi, trước một giây thôi, chứ anh em đặt chiêu cuối trước 5 giây thì không có tác dụng gì nhiều. Cái thời điểm đặt chiêu cuối là hết sức quan trọng, chứ không phải là anh em cứ đặt là được đâu. Ok, này, có mà chạy đến quận, rồi không có khống chế tiếp theo. Tiếc thật. Ở cặp đôi Alice và Slim đang rất là mạnh nha. Bây các bạn có thể là chơi đi đôi cùng hai vị tướng này, một người đi rừng, một người đi hỗ trợ, rất là mạnh, leo danh rất là dễ nha. Thì mình các khuyên các bạn là đi danh thì có đôi có cặp thì nó dễ dàng hơn đấy. Ok, đánh rất là nhẹ nhàng, mà có mạng tiếp theo rồi. Bây giờ cái tầm ảnh hưởng của chiêu thứ nhất của Alice nó to hơn rồi. Mặc dù nó lổ chậm hơn 0,2 giây nhưng mà nó lại to hơn rồi anh em ơi. Ok, rất là dễ dàng. Mình sẽ chơi thêm trận đấu nữa để trải nghiệm một cái cặp đôi đây, cặp đôi bá đạo Alice và Slim. Ok, sang đến trận đấu thứ hai thì Drummer chính là nghề của Alice anh em ơi, một trợ thủ vô cùng mạnh. Ở trận đấu thứ hai này mình vẫn tiếp tục cặp với một bạn đánh Slim. Thực ra thì cái sức mạnh hủy diệt của cái bộ đôi này mình nó quá bá đạo anh em ơi. Mình thực cá luôn anh em ạ. Cái trận đấu nào mà team có Alice và Slim đánh cùng nhau và đánh tốt thì chắc chắn cái tỷ lệ thắng nó rất là cao. Ok, sức mạnh của Slim thì khỏi bàn rồi. Được sự hỗ trợ của Alice thì như hổ mọc thêm cánh anh em ơi. Hổ mọc thêm cánh được búp tăng rất nhiều phần trăm sức mạnh. Đấy. Rồi thôi rồi, ăn chung con này vậy. Ở đánh Alice thì anh em chỉ được ăn một con quái nhỏ cùng đồng đội, hưởng kinh nghiệm một con quái nhỏ cùng đồng đội thôi. Vừa đủ anh em up level 2 để hỗ trợ team kịp thời. Ở đây có thanh niên đứng đây này. Bắt Slim đi bạn ơi chứ. Slim ăn xong đi, trời ơi. Rồi choáng đôi này. Về ăn con thổ dân đi bạn ơi. Ôi ôi trời, tôi đô hổ báo vậy. Để cho đồng đội ăn nốt con thổ dân cái. Về ăn thổ dân đi, trời ơi. Thôi dùng cái lao thổ lên rốn. Bình tĩnh nha, mình phải tung được choáng chuẩn xác thì mới thắng được giao tranh này. Tung choáng một thì chắc chắn thua giao tranh. 3 đánh 3 cũng khá là căng đó. Rồi chúng được Vionet nhưng mà không rồi người sát thương. Ok, hồi máu tiếp. Mình đợi thế là mình có 2 cái hồi máu mà. Rồi choáng này, có choáng rồi. Ôi giời, tiếc quá, tưởng choáng được 3 cái đấy. Anh em choáng càng trúng nhiều mục tiêu thì giao tranh càng lợi nha. Đúng rồi, anh em choáng một thì nó hết sức là nguy hiểm. Trời ơi. Đấy, các bạn tự thấy sự kết hợp giữa Alice và Slim chưa? Đó, Tô Đô, trời ơi. Không giết được Violet thì bạn tiếc quá. Ok, đẩy trụ luôn. Nhưng cẩn thận Slim thì bạn phóng trúng giáo này, sắp bắt ngay đấy. Phóng giáo trúng chứ, nhầm. Đừng đánh rồng bạn ơi. Đánh rồng là chết sấp mặt đấy. Kinh nghiệm của một người trợ thủ như mình thì đó là không đánh rồng. Bởi vì đánh rồng pha đấy thì hết sức nguy hiểm, vì rừng đã ăn bùa đâu. 2 con bùa vẫn còn nguyên. 2 cái bùa vẫn còn nguyên mà team bạn ở đấy rất là đông rồi. Ok, nào đi ơi, cố lên. Bạn dừng về cần để ăn cái bùa. Thật sự là dừng thì mình nói chung là rất là thích đánh nhau. Bạn lấy người đánh nhau rất là hay. Cho vào đánh nhau là xuất hiện ngay lập tức. Đó, tinh thần hỗ trợ đồng đội rất là tốt. Ok, chuẩn bị ăn rơi đây. Mình phải di chuyển trước ra các mục tiêu lớn để soi mát cho rừng nhá. Đó, rừng clop đi để mình khống chế nhá. Đấy, Violet này. Ôi, thôi mới choáng được mỗi anh thằng nữ bố thôi. Nhưng mà Violet hết chiêu rồi. Mất chiêu luôn mà anh em cứ đặt chiêu cuối vào cái tướng địch, như vị tướng rừng team bạn đi, như kiểu Violet thì chắc chắn Violet chết. Thực sự thì Violet và Slim thì đều rất là mạnh, nhưng mà team bạn là Violet không có hỗ trợ, không có rammer hỗ trợ, thành ra là bạn ấy sẽ đánh rất là khó lại, chết lại. Ôi trời ơi, nó lách mất rồi. Slim team mình được hỗ trợ thì nó sức mạnh nó tăng lên gấp đôi rồi, còn Violet thì không được hỗ trợ thì sức mạnh giảm đi một nửa. Rồi lại bị trừ rừng, khổ thân bạn rừng. Không ai hỗ trợ cho đánh, không ai bảo kê cho đánh thì lại trừ bạn ấy làm cái gì. Rồi, thôi bạn này mất chạy nó lên hoàn choáng nhá. Bộ đôi đó mạnh bởi vì nó có liên hoàn choáng. Đó, liên hoàn choáng của hai vị tướng này kết hợp rất là dễ. Ok, cứ phá trụ đi rồi đánh người sau. Và anh em đánh Alice thì anh em phải bám sát vị tướng rừng của mình. Đó, khi rừng mà đi farm thì mình di chuyển soi mát trước. Đó, còn nếu rừng di chuyển đi ganh thì anh em phải đi theo sát chân rừng nhá. Rồi ném choáng. Ê, thế này thì nhiên hoàn choáng thì bạn chạy làm sao? Ôi. Ôi, hai thanh niên. Hai thanh niên. Nó bị choáng rồi. Bị choáng rồi có thể hiện gì được đâu. Đấy. Nếu mà team bạn cũng có Alice hoặc là tướng như Oma hỗ trợ bạn Violet thì đánh nó căng hơn. Nhưng mà không có hỗ trợ thì lấy gì mà đánh đây. Đi rừng mặc dù anh em pick được Violet nhưng mà không có hỗ trợ thì anh em đánh rất là khó. Phải có hỗ trợ đi theo mình thì mới mạnh được. Ok. Cố lên nào eo ơi. Mình đến đây, ôi trời không kịp. Ôi bị choáng. Tiếc quá anh em ơi. Rồi, địa ngục một rồi. Thôi. Choáng, ôi thôi. Ôi choáng liên tục, mình không tung chiêu rồi anh em ơi. Rồi, lại lấy được chiêu mình. Ôi thôi, lên bảng đến số rồi. Thôi. Lách nhá, phải khéo léo. Đấy. Rồi, Violet thì bạn có bắn được mình đâu. Bắn trúng Slim. Kinh em di chuyển từ bụi cỏ ra ngoài ấy, thì tướng địch cũng chưa biết mình, chưa thấy được mình đâu. Nghĩa là tướng địch vừa di chuyển vào bụi cỏ, mình di chuyển ra thì tướng địch sẽ mất tầm nhìn và bắn vào mục tiêu khác. Đấy. Hoặc là mình di chuyển vào bụi cỏ của tướng địch cũng mất tầm nhìn và bắn mục tiêu khác. Những trường hợp như vậy thì anh em chú ý di chuyển nhá. Nhiều khi là một cái con bài cứu mạng rất là tốt. Toàn hỗ trợ thôi. Trận đấu này chẳng ăn được mật nào thì buồn quá đi mà. Thực sự đồ Alice chuẩn thì cũng có nhưng mấy món đồ đấy thôi anh em ơi. Trước hết là Alice cần mắc hồi chiêu. Đó, ôi trời ơi. Ôi thôi lại choáng chúng mình. Khổ thân. Khổ thân không tới choáng rồi. Rồi từ bố ấy, từ Maloc ơi trời. Cô báo thế bạn ơi, bị trụ bắn sấp mặt kìa. Ok, cố đến nào đeo ơi, hay quá nào đeo đánh rất là tốt. Quyền Vương chết trước thì mình đúng chiêu, chán thật. Mình đúng chiêu ăn mạng mà không được mạng nào anh em ơi. 0011 này. Hỗ trợ thì hỗ trợ thật đấy nhưng mình cho mình ăn mạng cho mình vui tí nào. Đó. Chán thật. Rồi bạn này lên bảng số rồi. Dính nào cơ khí là chết rồi. Slim thì mình bây giờ nó rất là mạnh rồi. Quá mạnh chứ phải rất là mạnh anh em ơi. Ở Gindu thì mà gặp Alice thì chắc chắn là Gindu sẽ phế rồi. Toàn những chiêu phá chiêu thế này thì bạn đấy đánh thế nào cũng được. Ok, như vậy là video clip mình chơi Alice, chia sẻ kinh nghiệm của mình chơi Alice và giới thiệu các bạn một cặp đôi rất bà đạo, chọn Liên Quân để neo danh thì đấy thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.